Đối với bệnh gút thì một trong những cái rất là nguy hiểm và mà bản thân chúng tôi làm trong bệnh viện, chúng tôi thường xuyên gặp các bệnh nhân vào giai đoạn cuối của gút. Thì những người này thường là người ta sẽ lạm dụng cái thuốc giảm đau, bởi vì cái bệnh gút ấy có một cái đặc trưng là khi nó xuất hiện cơn gút ấy, thì là nó sẽ sưng đau các cái khớp và người bệnh sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình lao động, sinh hoạt, làm việc. Do vậy người ta bắt buộc người ta phải giảm đau, dùng thuốc giảm đau. Để có thể người ta đến cơ sở y tế, nhưng có thể là người ta sẽ không đến cơ sở y tế và người ta sẽ mua các thuốc giảm đau để người ta uống, và đấy là một trong những cái việc mà rất là nguy hiểm. Bởi vì người ta nghĩ là bệnh gút chỉ cần dùng vài cái liều thuốc giảm đau là có thể điều trị được. Và đúng thật thì người ta có thể dùng vài liều thuốc thì cái cơn gút có thể cắt đi. Và tuy nhiên là nó sẽ có thể tái phát lại và lần sau nó sẽ tái phát nhiều hơn. Và người ta cứ phải nâng dần cái thuốc giảm đau lên. Lúc đầu người ta dùng được 2 ngày, có thể dùng 3 ngày, có sau có thể dùng 5 ngày. Và họ có thể dùng nâng cái liều thuốc giảm đau lên nhiều hơn.